Dạ em chào anh Thơ Cũng Quang, gửi chào lên cô chú cho anh họ. chị Chào. đang theo dõi diễn đàn. Anh nghe rõ chưa ạ? Nghe rất là rõ, nghe rất là rõ. Nhưng mà thật sự nói chung là anh nói thiệt, tức là bây giờ tới giờ phút này á, anh mới là sực tỉnh lại. Anh sực tỉnh lại là gì biết không? Là trước giờ mình chơi Facebook mình vội vàng quá, chung nghĩ xem đúng không? Vội vàng đây là vội vàng cái gì? Ví dụ như ai nói cái gì đó, họ tuyên bố thế này thế nọ đó, thì chúng ta có vẻ như là đã vội vàng tin, đúng không? Mà mình quên đi là cái vế sau, vế sau, đúng không? Giống như cái câu mà Quang Lâm vừa nói đó, tôi thề tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, thì chúng ta đúng không, nghe lúc trước là nghe ồ hoài quá, ngầu quá, tức là mấy mấy sĩ quan hay là mấy tướng lĩnh Việt Nam ngoài ngày xưa ngầu quá, công nhận họ khí phách thiệt. Nhưng mà mình quên là còn một cái vế sau nữa, hơi thở cuối cùng. Nhưng mà hơi thở cuối cùng nó nằm ở đâu? Nó nằm ở thực địa hay nó nằm ở trên mạng xã hội, đúng không Dung? Đó, tức là thật sự là cũng rất cảm ơn Quang Lâm để tức là khai sáng, khai dân trí cho anh em mình đó. Tức là chúng ta phải tỉnh táo nhìn nhận ra vấn đề, mới mốt là phải cẩn thận hơn từng cái những lời nói hay những cái tuyên bố của ai đó ở phía bên kia. Khi họ nói cái gì đó thì chúng ta phải yêu cầu họ phải nói một cách rõ ràng ra, ví dụ ở ngoài đời thật hay là trên mạng xã hội, hay là cái câu chuyện đó nó phải là diễn biến như thế nào. Hoặc là giống như lúc trước cá nhân anh á, hay đi nhậu với bạn bè đó, thì cũng là hài hài tới tới mà vui. Họ bảo là đô đô mình uống được bao nhiêu, đô mình uống như thế nào. Mình nói trời ơi mấy ông tuổi mũi gì mà ngồi nhậu với tôi. Ôi trời, mấy tên kia giật mình liền. Ôi thằng mình này nó uống kinh vậy. Mình nói tôi nói thiệt, riêng cái gì tôi không biết, mà riêng cái khoản rượu bia đó nha, tôi uống là thề với mấy ông là không bao giờ tôi say. Rượu bia đối với tôi uống là chừng nào tôi no tôi nghỉ. Ghê không, ghê không? Chúng nghe ghê chưa? Ủa, nghe hết hồn liền chứ bộ. Nghe hết hồn liền đúng không? Nhưng mà bây giờ hỏi uống chừng nào mày no? Tùy à, hứng hứng lên thì tôi uống 3 ly tôi no. Mà hôm nào tôi không hứng thì tôi uống còn ly tôi ho à, là tôi no rồi đó. Thì tôi uống ly xong tôi no tôi nghỉ rồi. Vậy vậy chừng khi nào mày hứng tôi không biết nữa. Có khi một năm tôi hứng một lần, hoặc là có khi là một lần tôi hứng có thể là cả năm. Qua cái câu chuyện này Trung công nhận không, mình phối hợp với cái vấn đề của Quang Lâm, với cái những câu chuyện đang xảy ra trên trên chúng ta cần phải tỉnh táo lại. Chúng ta không được vội vàng, không được cho phép chúng ta dễ dãi mà vội vàng nhận định được nữa. Chung công nhận quan điểm này không? Rõ ràng rồi anh, thì hôm trước anh em mình đã nhận định sai lầm về cái vấn đề anh em bên kia nó bảo là sang Mỹ không làm có ăn gì À nữa đúng không. không? Ở Ừ đúng đó rồi, đúng cái rồi. đó là anh em chúng ta đã kết luận quá vội vàng, chúng ta chỉ biết cái vế đầu nhưng lại không biết vế sau. Người ta nói là không làm có ăn, còn ăn cái gì thì chưa biết thôi chứ còn đúng không? Ăn gì quan trọng là ăn gì thôi chứ còn không làm có ăn thì cũng đúng. Nó có nhiều kiểu, ăn nó cũng có nhiều kiểu mà, quan trọng là ăn cái gì, khi nào được ăn. Đấy. Nó cũng có cái để mà Ăn chúng ra ta suy sao? nghĩ lắm nha. Ăn cái gì, ăn ra sao, ăn lúc nào và ai cho ăn nữa kìa. Đó, nghe thấy đó, nghe anh em chúng ta nhiều khi là tham gia không gian mạng mà chúng ta lại vội vàng quá. Kết luận Đúng những rồi. cái mà nó quá vội vàng, nó theo cái hướng chủ quan. Thế thành ra là cũng làm mấy anh em bên kia thế giới nó cũng phật lòng, nó cũng buồn. Đúng rồi. Đấy, nói thế thôi chứ em thương các anh lắm, mấy nhưng không phải đùa đâu. Dù sao các anh cũng ở bên đấy, các anh cũng ở cái xứ đó, các anh cũng sướng lắm chứ đâu phải đơn giản đâu. Ai chả thích là không làm có ăn, quan trọng là ăn cái gì, ăn giờ nào và ai cho ăn, thế mới là quan trọng. Rồi Đúng cái rồi. này nó cũng có cái để mà em thấy là chúng ta kết luận quá vội vàng. Đấy, Đúng vội vàng rồi, với lại quá. nói chung biết sao không, mình cũng quên hỏi mấy anh bên đó. Mà khi được ăn rồi á, là ăn ở tư thế nào, nằm ăn, ngồi ăn, đứng ăn, hay là vừa ngồi vừa ăn, hoặc là vừa đi vừa ăn nữa, đúng không? Cái này mới mốt là chung với mọi người phải rút kinh nghiệm, phải hỏi cặn kẽ mấy khoản này, đúng không? Chứ nếu mà chúng ta vội vàng mà chúng ta đưa ra nhận định đó là sau này là những anh bên kia họ sẽ bắt bẻ ngược lại, thì vô vô hình chung là chúng ta thành những kẻ hồ đồ. Rõ ràng chưa?
nó là chúng ta kết luận quá vội vàng. Đúng rồi. Đó, rồi thí dụ như người ta nhận xong rồi, bây giờ là với điều kiện nhiều khi cái người cho ăn á là yêu cầu mày mang ra gầm cầu mày ngồi mày ăn, hoặc là yêu cầu mày mang về nhà mày ăn, hoặc là yêu cầu là đi đâu đó ăn rồi sao, đúng không? Chúng ta phải là rút kinh nghiệm qua câu chuyện này, chúng ta phải rút kinh nghiệm cẩn thận, phải là có những lời lẽ, những cái vấn đề hỏi cho nó cặn kẽ một tí đó. Đó, vợ phèo lại chia sẻ còn vừa, vừa ăn vừa ngủ luôn nữa kìa. Trời ơi, cái trường hợp này cũng cũng lạ đó nha. Đó, bây giờ cái này làm sao mà đỡ, phải ăn đã là cả một vấn đề rồi. Người ta người Việt Nam mình có câu chung thấy không, miếng ăn là miếng cầu tài, phải không? Đó, mà bây giờ ăn thì phải ăn, nói tới thì đúng rồi, mệt thiệt á, phải phải công nhận á. Đúng rồi anh, miếng ăn mà quan trọng lắm chứ. Con người chúng ta sống thì ai có mục đích, mà cái quan trọng nhất là phải lo được cho gia đình, bản thân, cũng như là cái đầu tiên nữa là cái miếng cơm manh áo, đúng không? Nhiều khi em thấy nó cũng có cái hay đấy. Sang Mỹ không phải đơn giản mà sang được đâu. Cũng có nhiều con đường sang, những con đường mà có thể là thời gian gần đây mà nó lại đáp ứng được cái xu thế, đó là chửi sang Mỹ đấy. Có nghĩa là cứ chửi là được sang Mỹ thôi. Cái này cũng là một cái bài hay đấy, chứ không phải đùa đâu anh ạ. À, người ta biết đấy, chứ không phải người ta không biết đâu, nhưng mà thỉnh thoảng người ta cũng phải chửi tí đấy. Cái kiểu nó cứ phải có cái gì đấy nó thể hiện mình là người thông thái mà, kiểu thế. Đúng rồi. Bây giờ một người có thể là hơn cả cái tư duy cả một bộ máy, thành ra là người Mỹ người ta rất là cần những người như vậy, thế là người ta xin sang đấy nó cũng là hợp lý. Mỗi cái là xin sang đấy để làm cái gì nữa, cái nào quan trọng cơ, nó lại cả một cái vế sau. Nhiều khi anh em ta kết luận vội vàng quá. Thì Thế đó. thì qua cái nội dung vừa rồi đó em có nghe, thì chúng ta em quay trở lại vấn đề Ukraine một tí. Thì hôm nay thì cũng thời gian cũng dài rồi, từ cuối tháng 2 đúng không ạ, hôm nay là đầu tháng 8, thì cái cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine thì nó cũng trải qua tương đối là dài ngày đấy. Thì chúng ta thấy là hiện nay thì nó được cái cũng rất là may mắn, đó là thông qua cái mạng xã hội bây giờ nó là môi trường, gọi là đúng là cuộc sống ảo đấy, nhưng mà nó cũng là môi trường mở, làm chúng ta cũng tiếp cận được nhiều vấn đề thông qua vấn đề Nga và Ukraine. Thì rõ ràng là không riêng gì các nước phương Tây, người ta bơm vũ khí này, người ta viện trợ cho thì rất là nhiều tiền đấy, còn thực tế Ukraine nhận bao nhiêu thì chúng ta không biết được. Ngay kể cả Việt Nam chúng ta chẳng hạn, thì thông qua cái hưởng ứng cái lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc, thì Việt Nam chúng ta cũng đã quyết định đóng là 500.000 đô la đấy, trong đó có 100.000 đô la là dành cho quỹ ứng phó khẩn cấp trung ương của Liên Hợp Quốc, 100.000 cho Tổ chức Y tế Thế giới, 100.000 đô la nữa cho Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, và 200.000 là thông qua Hội chữ thập đỏ Việt Nam gửi Hội chữ thập đỏ Ukraine để nhằm để phát triển các cái hoạt động mà cứu trợ nhân đạo và hỗ trợ người dân Ukraine bị do ảnh hưởng ở trong cái cuộc xung đột này. Thì chúng ta thấy rõ ràng đây cũng rất là buồn cười. Việt Nam chúng ta cũng trên tinh thần kêu gọi của Liên Hợp Quốc này, đúng không ạ? Chung Thế tay thì đúng chúng ta không? nhận Chung tay đúng chúng ta chủ yếu là chúng ta viện trợ nhân đạo giúp người dân. Thế thì lần hồi hồi đầu tiên á, em có nhớ cái hồi mà mới xảy ra cuộc xung đột á, thì anh Đức hay cả châu Âu thì anh viện trợ cho Ukraine đâu khoảng 5.000 hay 50.000 cái mũ chống đạn, đúng không ạ? rồi. Đấy, thế là anh Đức anh nên anh bỉa Ukraine, anh bỉa mai anh nói là mấy ông này cũng viện trợ tào lao 5.000. Anh Đức anh viện trợ 5.000 cái mũ sắt, thế là gọi là để ứng phó với cái nguy cơ, thì cũng bảo vệ chiến sĩ cho Ukraine ví dụ thế, quân đội Ukraine. Thế nhưng mà ngược lại thì anh đại diện của Ukraine thì anh lên anh lại mỉa mai Đức. Cái điều này chúng ta thấy rất rõ ràng là cái lời gọi là kêu gọi, đúng không? Kêu gọi, thế nhưng khi người ta ủng hộ thì anh lại chê bai, kiểu giống kiểu mà ăn mày đòi xây gấc ấy, mà nó cũng rất là buồn cười. Hoặc là như Trung Quốc chẳng hạn, Trung Quốc người ta cũng viện trợ cho cả hai bên,
viện trợ cho Rồi. cả Ukraine và của Nga, nhưng chủ yếu là người ta chỉ viện trợ bằng hàng hóa, thì anh cũng nghe có vẻ không hài lòng. Đấy, rồi là các nước ủng hộ Nga, Ukraine cũng vậy. Nào là anh có những cái hành động rất là buồn cười, ví dụ như cả đời anh chả bao giờ làm ăn với Nga nhưng anh cũng tuyên bố là anh cấm vận Nga, ví dụ thế. Hoặc là như Ukraine đấy, anh có đặt quan hệ ngoại giao gì với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đâu. Đấy, thế nhưng mà anh nên anh bảo anh cắt đứt quan hệ ngoại giao, mà thấy nó có nhiều cái nó buồn cười. Có thể là phong thái người ta nó thế. Đấy, phong thái người ta nó thế. Đó là chưa kể đến là gì, sau này chẳng hạn có một số nước mà các anh kêu gọi là ủng hộ, các anh không ủng hộ thì các anh triệu hồi cả 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 đại sứ lên để anh mắng biết các kiểu đấy. Chúng ta thấy đúng là cái Ukraine này nó cũng hay đấy, thì được cái là gì, thông qua cái mạng xã hội trong cái thời kỳ 4.0 này, thông qua cuộc xung đột nữa, thì chúng ta thấy được là có nhiều cái ở các nước phương Tây mà chúng ta trước đây chúng ta không biết, hay không biết hôm bữa nay thì chúng ta biết thêm được một tí. Đấy, đặc biệt là thông qua cuộc xung đột này thì ở các nước châu Âu thì chúng ta thấy rồi, tắt đèn, tắt điện, tắt cả hệ thống máy lạnh ở các nước nóng, máy sưởi từ các nước lạnh đấy, rồi cho dân vào rừng chặt củi dự trữ, ví dụ thế. Thì dĩ nhiên là trước đây ở một số cái nước đó, thì chưa xung đột thì người ta cũng cũng chặt củi chứ không phải không, người ta vẫn tích trữ, nhưng mà trước thì người ta tích trữ ít, người ta tích trữ nhiều đấy, rồi xăng dầu lên giá. Đây báo cáo hành Việt Nam chúng ta khi mà xăng lên, úi trời, kêu kêu kinh khủng khiếp, nhưng mà khi xăng xuống giá thì chả thấy đứa nào nói thế mới Vâng. hay. Đấy, thế hôm nay thì em theo dõi tin tức thì em thấy được là ở Mỹ giá xăng hôm nay người ta cũng giảm, ở đâu trung bình khoảng 4 đô, hơn 4 đô một tí một galông, gọi chung nó khoảng 1 đô, hơn 1 đô nó khoảng cứ cho khoảng 25.000 một lít, khả năng nó không rẻ hơn Việt Nam đâu. Xem mà các anh cũng sướng lắm, sàng xuống các anh sướng lắm đấy. Rồi thông qua cái việc này là chúng ta thấy không, trước đây mấy anh Việt Nam Cộng Hòa cũng thế, anh lên anh tuyên bố trả lời phỏng vấn ở trên các kênh nước ngoài đây, anh bảo là chúng tôi tuyên bố là chúng tôi sẽ tự thủ, rất là Vâng. thủ, anh thủ phát sang tận Cali đó, từ cái phòng tuyến phòng thủ của anh xa thế chết, anh cứ phòng thủ ở Nhưng đấy chết thì vài anh. mà chung ví dụ như là cái hồi nãy là Quang Long có đề cập tới tổng thống Ukraine đúng không? Gọi là tự thủ hoặc là chiến đấu chiến thắng gì đó, nhưng mà là gọi là trên Facebook. Thì giờ cũng có thể hiểu, từ bây giờ có Facebook. Nhưng mà thời mấy ông ngụy Sài Gòn thì ngày xưa làm gì có Facebook. Thì không lẽ là ông Thiệu ông quên cái vế sau là tôi sẽ tự thủ trên đài phát thanh hả? Đúng không? Đúng ra hồi đó là phải hỏi kỹ đúng không? Ông tự thủ sao? Tự thủ thế nào? Hồi đó thì Không làm gì có Facebook đúng không? có phát biểu chứ anh, ông Thiệu cũng chả phát biểu, tôi sẽ chiến đấu cùng, nên tôi không làm tổng thống thì tôi trở về tôi làm người lính là sát cánh cùng anh em, nên là thì ông sát cánh ở bên tận Cali đâu thấy à, ông sang đấy mấy chục năm sát cánh với anh em mà chúng ta có trách nhiệm ông ấy. Đấy, Coi như là thì có, tức là ông có nói được và ông làm được, rõ ràng chưa? rõ ràng quá Đúng 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 đúng, nếu như đấy, là bây đúng, giờ tức là chung tay đu càng để đeo sát cánh với nhau, là cuối cùng bây giờ là ở ở chiếm cái bang Cali đúng không? ồ nói thế này cũng không chuẩn lắm anh ạ. Đu càng là mấy anh lính đáng lính lính lác vớ vẩn sau này, ông đi đàng hoàng ấy. Ông bảo ông đi viếng đám tang của ông Tưởng Giới Thạch chết cách đấy cả tháng ấy. Ông sang ông chẳng qua ông đi Đài Loan ông viếng, nhưng mà chẳng qua là sau khi viếng xong chắc phi hành đoàn nó đi về nó đi nhầm đường cái hệ thống mà Thời đó chưa có định vị hả? Thời đó do máy bay nó thiếu xác định vị sai đúng không? đâu có, Chắc ngày có đó nó thấy. cũng chắc chắc em nghĩ là máy bay nó cũng có trang bị cái hệ thống định vị sao bàn GPS cái gì đó, nhưng mà chắc nó ảnh hưởng mỗi ra Biển Đông rồi, chắc là khả năng nó cũng có ảnh hưởng gió, thế nó thổi nhầm mấy kim nó quay bớt cái đầu đi tí nó bay nhầm cái đấy, thì làm gì có cái chuyện nó không có, máy bay người của Mỹ rồi này.